Tiếp tục bản tin với một số thông tin đáng chú ý khác. Chỉ trong 2 ngày 24 đến 26 tháng 2, trong thời điểm phải căng thẳng chống chọi với dịch bệnh COVID-19 đang bùng phát, thì các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương đã thực hiện thành công 2 ca ghép gan cho bệnh nhân nhi nhỏ tuổi. Hai bệnh nhi đều được ghép gan của bố mẹ đẻ. Và được biết là cả hai bệnh nhi này đều mắc bệnh gan giai đoạn cuối do các biến chứng nặng của bệnh teo đường mập bẩm sinh và có nguy cơ tử vong cao. Bệnh nhân ghép gan ngày 24 tháng 2 mới 20 tháng tuổi, nặng 9,5 kg. Bệnh nhân ghép ngày 26 tháng 2 mới 9 tháng tuổi, nặng 7,5 kg. Trước đó, cả hai bệnh nhân đều mắc bệnh teo đường mật bẩm sinh. Đây là dị tật bẩm sinh nặng của hệ thống đường mật, gây tổn thương đường mật trong và ngoài gan, khiến sự dẫn mật bị ứ trệ và gây hậu quả sơ gan mật và các biến chứng nặng nề. Bệnh nhi có thể tử vong do xuất huyết tiêu hóa nặng hoặc hôn mê gan. Các bác sĩ đã hội chẩn và đưa ra quyết định ghép gan là biện pháp duy nhất có thể cứu sống bệnh nhân. Tuy nhiên, đây là quyết định rất khó khăn trong hoàn cảnh bệnh viện đang cùng cả nước phải dồn nhân lực cho cuộc chiến chống dịch COVID-19. Bệnh nhân đang trong tình trạng nặng. Một trong hai bệnh nhân là trẻ rất nhỏ, 19 tháng tuổi. Hai ca ghép gan được tiến hành vào ngày 24 và 26 tháng 2 năm 2020 tại Bệnh Nhi vừa rồi thì nó diễn ra trong một bối cảnh rất là đặc biệt, đó là dịch COVID-19 đang xảy ra rất là nặng nề ở Việt Nam. Tuy nhiên là Ban giám đốc và Đảng ủy Bệnh viện Trung ương đã chỉ định là chúng tôi sẽ phải tiến hành hai ca ghép này để cứu sống sự sống của bệnh nhân. Cả hai ca ghép đều lên bàn mổ trong tình trạng rất nặng và buộc phải ghép gan nếu muốn cứu sống người bệnh. Bởi vì một cháu thì đã có xuất huyết tiêu hóa 3 lần và lần gần nhất chỉ cách ngày lên bàn mổ chưa đầy một tuần. Cháu thứ hai thì cũng đã suy có tế bào gan trầm trọng với cái chỉ số gan giai đoạn cuối lên đến 27. Và nếu như theo lý thuyết, nếu như không được ghép gan thì cháu sẽ tử vong trong vòng thời gian rất là ngắn sau đó. Chưa kể đến, việc phẫu thuật cho hai bệnh nhi còn gặp những vấn đề khó khăn riêng. Với trẻ 20 tháng tuổi, việc giải phẫu gan của người mẹ cần các kỹ thuật tạo hình mạch máu. Với bệnh nhi 9 tháng tuổi, mức độ sơ gan nặng, tĩnh mạch cửa bị sơ hẹp. Do đó, trong mổ các bác sĩ đã phải thực hiện rất nhiều thủ thuật để tăng cường lượng máu cho tĩnh mạch cửa. Trong khi đó, bên phía người cho cũng có bất thường hệ thống động mạch cung cấp cho mảnh gan ghép. Ghép gan lần này thì chúng tôi cũng vẫn phải cần tư vấn của các cái chuyên gia nước ngoài, chuyên gia cụ thể là ông Chin Su Liu ở bệnh viện Veteran ở Đài Loan. Thế thì nhân viên của Bệnh viện Nhi Trung ương thì cũng đã dần dần từng bước làm chủ được các cái kỹ thuật ghép. Thế nhưng mà ghép gan ở trẻ em, đặc biệt là ghép từ người sống cho thì nó rất là khác đối với lại các cái trường hợp mà ghép gan ở người lớn hoặc là ghép cadaveric, tức là ghép từ người chết mất não cho, vì các cái mạch máu và các cái đường mật nó rất là nhỏ, cho nên là cái cơ hội mà thành công cũng có nhưng mà cái nguy cơ thất bại cũng rất là cao. Nhưng mà rất may hai trường hợp này cũng giống như là các trường hợp khác thì các cháu cũng sắp được ra viện rồi, như là các chị đã nhìn thấy. Đến nay, tình trạng sau mổ tạm thời ổn định, bệnh nhân đã được chăm sóc tích cực sau phẫu thuật. Được biết, từ ca ghép gan đầu tiên năm 2005, Bệnh viện Nhi Trung ương đã ghép gan thành công cho 18 trường hợp, đa số là các trẻ nhỏ dưới 10 kg. Bệnh viện là một trong những cơ sở y tế thực hiện ca ghép gan đầu tiên của Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực ngoại nhi. Hai ca ghép gan thành công, trong đó một trẻ nhỏ 19 tháng tuổi một lần nữa đánh dấu các bước tiến bộ về kỹ thuật ghép tạng và các nỗ lực của bệnh viện trong điều trị cho các bệnh nhi không may mắc bệnh hiểm nghèo.